lịch sử hình thành và những điều đặc biệt của Pisa. Nếu có dịp du lịch tới đất nước hình chiếc ủng xinh đẹp, làm quen với người Ý và có dịp hỏi xem niềm tự hào lớn nhất của họ là gì, chắc chắn câu trả lời sẽ làm bạn thấy thú vị vô cùng. Đó là một nền văn hóa và kiến trúc cổ xưa thời La Mã, những cô gái đẹp, rượu vang và món bánh pizza nổi tiếng trên khắp thế giới. Pizza là món ăn đáng tự hào của ẩm thực Ý, được ưa chuộng ở nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, pizza cũng là một món ăn đang rất thịnh hành, đặc biệt là đối với giới trẻ. Tuy nhiên, nguồn gốc của pizza là từ đâu, lịch sử phát triển hình thành như thế nào thì lại không có nhiều người biết đến. Vậy hôm nay, hãy cùng với Ký Sinh Não tìm hiểu về nguồn gốc của món ăn nổi tiếng này qua video dưới đây nhé. Pizza là loại bánh dẹt, tròn được chế biến từ nước, bột mì và nấm men. Sau khi đã được ủ ít nhất 24 tiếng đồng hồ và nhào nặn thành loại bánh có hình dạng tròn và dẹt và được cho vào lò nướng chín. Bánh thường có hình tròn nhiều kích cỡ, thường được ghi trong thực đơn gồm cỡ L, cỡ M và cỡ S. Mặt trên bánh thường có nhiều loại nguyên liệu khác nhau tạo thành màu sắc hấp dẫn. Lịch sử hình thành của pizza. Mặc dù ngày nay pizza xuất hiện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhưng nó vẫn được xem là món ăn đặc trưng của ẩm thực Ý và đặc biệt ở vùng Napoli, pizza Napoletana. Trên thực tế, theo cảm nhận thông thường thì có thể nhận thấy các thành phần chủ yếu của pizza là sốt cà chua và format mozzarella. Một trong những biến thể nổi tiếng nhất của pizza Napoletana là pizza margherita. Từ pizza có thể được hiểu theo nhiều nghĩa rộng hơn. Theo những phân tích mới đây, từ pizza còn được dùng để chỉ một loại đặc biệt của bánh mì hoặc bánh nướng. Pizza ngày nay có vô số các biến thể khác nhau, thay đổi về cả tên gọi lẫn đặc điểm theo từng vùng miền. Đặc biệt hơn là ở một vài nơi thuộc vùng Trung Ý, một số loại bánh nướng mặn, ngọt, dày, mỏng đều được gọi là pizza. Cho đến ngày nay, người ta vẫn còn tranh cãi về nguồn gốc ra đời của pizza. Một số tư liệu cho rằng, pizza có tiền thân là những chiếc bánh làm bằng bột mì được nướng trên những phiến đá phẳng, nóng xuất hiện lần đầu tiên và trở nên phổ biến tại Napoli, Ý vào khoảng 1.000 năm trước. Ngoài Napoli thì còn nhiều thành phố khác cũng đòi quyền làm chủ của món ăn này. Một số tài liệu khác lại nói rằng người Roman, La Mã cổ đại và người Phoenici của xứ Hy Lạp là những người đầu tiên đã chế biến thành công pizza, do họ biết được bí mật của công thức nhào bột với nước và nướng bánh trên đá. Tổ tiên của chiếc bánh pizza bắt đầu xuất hiện từ thời kỳ đồ đá. Nó bắt nguồn từ những miếng bánh mì khô được nướng trên đá nóng còn sót lại từ các đám cháy. Sau đó, để tận dụng những thức ăn còn dư, con người đã để hết lên trên bề mặt bánh mì rồi ăn. Chính vì lý do này, người Ý đã coi pizza là món ăn tiết kiệm và cực kỳ thuận tiện, một fast food đúng nghĩa. Pizza hiện đại ra đời vào năm 1889 khi nữ hoàng Margherita Teresa Giovanni, hoàng hậu của vua Umberto đệ nhất của Ý đến thăm Napoli. Rafael Esposito, chủ quán rượu Pietro Pizza Iolo, đã được yêu cầu chuẩn bị làm một món ăn đặc biệt để đón tiếp hoàng hậu. Esposito đã làm một chiếc bánh pizza với cà chua, format mozzarella, một loại format được làm từ sữa trâu và húng quế. Những thành phần tạo nên ba màu đỏ, trắng và xanh lá cây tượng trưng cho quốc kỳ của Ý. Ông đã đặt tên cho chiếc pizza đó là Margherita. Sau đó, người Ý ở các vùng khác đã nghĩ ra các loại nhân khác nhau và sáng tạo nên những loại pizza mang đặc trưng riêng của từng vùng. Nhưng loại bánh có tên của một nữ hoàng này vẫn được xem là một loại pizza chính thống của nước Ý, cũng như các nước khác trên thế giới. Đến đầu thế kỷ 20, bánh pizza theo những đoàn người Ý di cư sang châu Mỹ. Năm 1905, một người Mỹ gốc Ý có tên là General Lombardi đã mở cửa hàng bánh pizza mang phong cách Mỹ đầu tiên ở New York. Trong thời gian Thế chiến thứ hai, những người lính từ Anh, Pháp, Mỹ vì những lý do khác nhau đã có mặt ở Ý. Khi trở về, họ mang theo những phương thức làm bánh pizza của người bản xứ và thường mở cửa hàng bán bánh giao tận nhà theo phương cách của Mỹ. Cho đến ngày nay, bánh pizza đã có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Mỗi quốc gia, người ta lại tạo cho những chiếc bánh những đặc trưng ẩm thực riêng phù hợp với văn hóa ẩm thực của quốc gia đó. Như ở Thái Lan, người ta đã sáng tạo thêm kiểu pizza tôm yum, tôm chua cay. Còn pizza kiểu Ấn thì được chế biến với thịt gà curry. Pizza ở Thổ Nhĩ Kỳ có thịt bằm, ô liu đỏ, hành tây. Pizza của Đức thì không thể thiếu các kiểu xúc xích làm topping. Pizza Tây Ban Nha có đậu và bắp. Khi về đến Việt Nam, để phù hợp với khẩu vị của người Việt thì các món pizza được biến tấu theo nhiều phong cách du nhập từ phương Tây.
từ những loại bánh thông thường làm từ thịt thăn, xúc xích, cá ngừ cho đến những loại bánh hảo hạng được chế biến từ cá hồi sông khói, thịt lợn rừng. Trong đó đặc biệt phải kể đến món pizza hải sản gồm có sốt cà và nướng chung với mực và tôm địa phương. Các loại pizza. Pizza tonda là loại bánh pizza với lá bezel trên đĩa và đã được cắt làm 4 miếng. Để có được một chiếc bánh pizza tonda hoàn chỉnh phục vụ khách hàng thì phải trải qua nhiều công đoạn theo trình tự và bao gồm đầy đủ các thành phần. Bánh pizza được làm dưới dạng tròn một mặt tiếp xúc với lò nướng. Đây là hình dạng bánh rất phổ biến với cả pizza cổ điển hay pizza Napoletana. Trên mỗi một vùng miền của Ý thì phong cách nấu ăn lại mang đặc trưng riêng. Sự đặc biệt của các món ăn ở vùng Napoli đã giúp cho các món ăn của vùng này trở nên vô cùng nổi tiếng. Và thành phố Napoli cũng đóng một vai trò rất quan trọng với sự hình thành và phát triển rộng rãi của món bánh pizza ra toàn thế giới. Và đó cũng là lý do tại sao người ta dùng từ pizza Napoletana, pizza của vùng Napoli để chỉ pizza tròn, mặc dù về tính chất lại có nhiều điểm khác biệt so với kiểu pizza truyền thống Napoli. Pizza El Taglio. Để làm được một chiếc bánh pizza El Taglio hoặc pizza bỏ khay thì người ta phải dùng tới một cái khay lớn có thể hình tròn hoặc hình chữ nhật để nướng. Sau khi ra lò, bánh sẽ được cắt bán theo yêu cầu của khách hàng. Phiên bản pizza này thường được bán ở các pizzeria hay tại các tiệm bánh mì. Để làm loại bánh này, người ta phải dùng nguyên liệu được hâm nóng cần thiết, nhào bột với tỷ lệ nước nhiều hơn và trải qua quá trình lên men trong điều kiện thích hợp để tạo ra loại bánh có hương vị đặc biệt. Loại bánh pizza này thường được đánh giá rất kinh tế vì pizza được bán theo trọng lượng. Phương thức bán bánh này rất phổ biến ở Roma. Pizza alla pala. Pizza alla pala, hình mái chèo, hình bầu dục, tương tự như pizza bỏ khuôn, là một pizza lớn và được bán theo trọng lượng nhưng vừa chín tới. Tương tự như pizza tròn, pizza cũng được nướng tiếp xúc trực tiếp với lò nướng. Một trong những biến thể của loại pizza này là pizza El Metro. Nơi thưởng thức pizza. Địa điểm làm và bán bánh pizza được gọi là pizzeria. Các chuỗi nhà hàng pizza thường độc lập với các chuỗi nhà hàng khác và thường được xây dựng ở các vùng đất xa xôi so với đại diện ẩm thực Ý trên thế giới. Do số dân nhập cư ảnh hưởng của Ý tăng mạnh, thành phố có mức tiêu thụ pizza lớn nhất trên thế giới là thành phố New York, tiếp đó là São Paulo của Brazil với số lượng lên tới 30 triệu cái bánh trên một tháng. Ở thành phố thứ hai thì lại xuất hiện các phiên bản khác nhau của pizza khi được kết hợp với các nguyên liệu địa phương như upan mito, catupiry và format kem. Ở Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới tồn tại nhiều chuỗi nhà hàng pizza. Một trong những chuỗi nhà hàng lớn nhất đó là Pizza Hut, hiện tại đã có mặt tại 86 quốc gia trên thế giới. Từ năm 1999, chuỗi nhà hàng Spizzico bắt đầu hoạt động ở Italy, sau đó kết hợp với Autogel để cho ra chuỗi nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh và pizza theo kiểu Bắc Mỹ và được quản lý không trực tiếp từ Pizza Hut, hiện tại không có mặt tại Italy. Ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nổi tiếng là chuỗi nhà hàng Telepizza. Chuỗi nhà hàng này còn thực hiện cả công việc giao bánh tại nhà. Giá trị dinh dưỡng của pizza. Pizza thường bị cho là không tốt cho sức khỏe vì cứ nghe đến pizza là người ta nghĩ ngay đến bột, bơ và sữa, hoặc là khi dùng thêm nước sốt thì lại sợ có quá nhiều chất béo. Thực chất thì hai loại thực phẩm này có lợi hơn là hại cho hệ tim mạch. Theo nghiên cứu của dự án Lycocut thì cà chua lại là loại trái cây được sử dụng nhiều nhất ở châu Âu. Thành phần lycopene chứa trong vỏ cà chua được người ta biết đến như một chất màu cứng đầu khó giặt khi dính vào quần áo hay các hộp nhựa. Thế nhưng lycopene lại rất có lợi cho cơ thể, đặc biệt là hiệu năng cải thiện sức khỏe tim mạch. Các nhà dinh dưỡng Canada thừa nhận rằng pizza là nguồn dinh dưỡng và là một trong những món ăn hội tụ cả 4 nhóm thực phẩm cần thiết: ngũ cốc, rau và trái cây, chế phẩm từ sữa và thịt. Chúng tôi nhận thấy rằng những người thường xuyên ăn món pizza có tới 59% ít hơn nguy cơ bị ung thư thực quản, 34% ít nguy cơ viêm vỏ miệng và ung thư, và 25% ít nguy cơ bị ung thư tá tràng. Silvano Gaulus, chuyên gia dịch tễ học trung tâm Richter Pharmacologic tại Milan cho biết như vậy. Ketchup hay sốt cà chua là một thứ gia vị bình dân thường được dùng nhiều ở các nước phương Tây và Hoa Kỳ, được sản xuất từ cà chua chín đỏ. Những thành phần cơ bản của ketchup: cà chua, giấm, đường, muối, hạt tiêu, đinh hương, có thể cho thêm quế, với vị của Hoa Kỳ nhưng không phổ biến ở châu Âu, hành, cần tây, với vị của vùng Địa Trung Hải, và một số gia vị khác. Với những người sành ăn, ketchup phải được sản xuất từ một loại cà chua đặc biệt, Solanum penneli, một loại cà chua ngọt. Nhưng về cơ bản, đa phần người ta dùng cà chua Lycopersicum esculentum, thêm đường để sản xuất ketchup.
Như vậy không thể phủ nhận hàm lượng lycopene cao trong thứ nước sốt này cũng như lợi ích của nó mang lại cho sức khỏe. Tuy nhiên, mọi người vẫn nên tiêu thụ có chừng mực để phát huy tốt tính năng của chúng. Các kỷ lục. Chiếc bánh pizza lớn nhất là của Ý. Theo kỷ lục mới, chiếc bánh pizza được hoàn thành vào năm 2012. Chiếc bánh có đường kính lên tới 40m và sử dụng 9.000kg bột và một loạt các thành phần khác gồm 4.536kg nước sốt cà chua, 3.992kg phô mai. Năm đầu bếp người Ý đã dành hơn 48 giờ nhào bột trong hơn 5.000 lô. Chiếc bánh này được đặt tên là Ottavia để đại diện cho hy vọng về một sự hồi sinh kinh tế và văn hóa trên thế giới lúc bấy giờ. Sau đó, chiếc bánh này cũng đã được cắt ra và tặng cho những mái ấm tình thương ở địa phương. Hơn 400 người làm bánh pizza của Ý đã hợp tác ở Napoli làm chiếc bánh pizza dài 1.853m vào ngày 18 tháng 5 năm 2016 để ghi kỷ lục mới của thế giới về chiếc bánh pizza dài nhất. Những người làm bánh đã làm việc 11 tiếng đồng hồ và sử dụng 2 tấn format mozzarella, 2 tấn bột mì, 1.497kg cà chua, 201 lít dầu ăn và 29,9 kg húng tây tươi. Chiếc bánh pizza lập kỷ lục trước đây được làm ở Milan nhân hội chợ năm 2015, là lúc chiếc bánh pizza dài 1,5 km được nướng. Ở tại London, một kỷ lục mới về quãng đường vận chuyển bánh pizza đã được xác lập. Một chiếc bánh pizza ra lò vào ngày 17 tháng 11 năm 2004 và đã vượt qua một hành trình dài 16.949 km để được chuyển tới một địa chỉ tại đường Ramsey vào ngày 19 tháng 11 năm 2004. Kỷ lục này đã được ghi vào phiên bản sách kỷ lục thế giới Guinness vào năm 2006. Chiếc bánh pizza đắt nhất trên thế giới với đế mỏng đã được thực hiện bởi chuỗi nhà hàng Domenico Corolla. Nguyên liệu bao gồm bánh, săn bờ lớt sốt cà chua, cá hồi hun khói của Scotland, thịt nai thượng hạng, vàng ăn được, tôm hùm ướp trong con nắc thượng hạng và trứng cá muối, ngâm rượu sâm panh. Chiếc bánh pizza này được bán tại một cuộc đấu giá từ thiện với giá là 2.150 euro. Trên đây là những thông tin thú vị về món pizza mà Ký Sinh Não đã tổng hợp lại cho các bạn. Có lẽ ngày mai sẽ có nhiều bạn vì xem video này mà đặt mua pizza đây. Hãy chia sẻ cùng Ký Sinh Não cảm nhận của các bạn bằng cách để lại comment dưới video. Và cũng đừng quên like, chia sẻ và nhấn nút subscribe để đón nhận những video thú vị và bổ ích tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.